Măng tây cực độc với người mắc bệnh này, thèm cũng nên nhịn kẻo mang họa vào thân. Mến chào quý cô bác và các bạn đang xem kênh Sống Xanh. Cô bác và các bạn thân mến, măng tây là loại rau cao cấp có nguồn gốc từ châu Âu, nhập khẩu về Việt Nam. Chính vì thế nó được mệnh danh là rau hoàng đế. Măng tây khác với các loại măng ta ở chỗ nó không phải là củ mà là ngọn. Nhiều người đã nghiện loại rau này ngay từ lần đầu ăn vì măng có vị thơm, cắn vào có cảm giác giòn, ngọt ngọt, chát chát. Người ta có thể chế biến nhiều món ngon từ măng tây như măng tây xào thịt bò, súp măng tây. Theo nhà khoa học, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, một lý do khác khiến măng tây có được tình cảm của nhiều người, đó là ở tác dụng đối với sức khỏe. Măng tây chứa nhiều nước, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, đây là thực phẩm chống lão hóa tự nhiên hiệu quả. Măng tây có nhiều chất xơ, chất glutathione có khả năng giải độc, asparagins, một axit amin thiết yếu và một số chất khác có đặc tính chống ung thư. Tuy nhiên, lương y Sáng khuyến cáo, măng tây có thể gây ra một số tác dụng phụ, ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Cụ thể, những đối tượng không nên ăn măng tây mà vị lương y chỉ ra như sau. 1. Những người bị phù nề không nên ăn măng tây. Nếu là người mắc bệnh phù nề do các chứng rối loạn suy tim hoặc thận, thì bạn không nên động đến các món ăn chế biến từ măng tây. Các nghiên cứu cho rằng, loại rau này có thể gây hại cho người bệnh bị phù nề. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn, để tránh biến chứng. Điều quan trọng là phải kiêng kỵ. 2. Những người uống thuốc ngừa cao huyết áp không nên ăn măng tây. Măng tây là loại thực phẩm có tác dụng điều chỉnh huyết áp và có khả năng giảm rủi ro do tăng huyết áp. Tuy nhiên, nếu là người bị tăng huyết áp và đang trong giai đoạn sử dụng thuốc hạ huyết áp, bạn cần cẩn trọng khi ăn măng tây vì loại rau này có thể phản ứng với thuốc, khiến cho huyết áp giảm xuống đột ngột gây nguy hại cho cơ thể. 3. Những người bệnh hút không nên ăn măng tây. Các bác sĩ khuyên rằng, người bệnh hút nên có chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học để hạ axit uric bằng việc hạn chế đưa nhân purin vào cơ thể. Trong khi đó, măng tây lại là thực phẩm nằm trong nhóm có nhân purin cao nhất trên 150mg trên 100g thực phẩm, nên cần tránh cho người bị hút vì chúng có thể làm người bệnh đau khớp khi dùng. Một số lưu ý khác khi ăn măng tây. Măng tây rất dễ hỏng, đặc biệt là khi không được để trong tủ lạnh. Sau khi mua về, bạn cần ăn càng sớm càng tốt. Nên hạn chế sử dụng măng đóng hộp vì mất nhiều dinh dưỡng và muối. Khi mua măng cần chọn loại có màu sắc tươi sáng, thân chắc. Măng tây đôi khi cũng làm nước tiểu có mùi hăng khó chịu nhưng nó vô hại. Nếu dùng măng tây để chữa bệnh thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Cảm ơn quý cô bác và các bạn đã theo dõi video. Và nếu quý cô bác và các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy ấn like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng biết. Xin chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.